mát quá anh chị. Ở đây là cái khung cảnh biển ở Huế anh chị, ở Thừa Thiên Huế, ngư dân đánh bắt cá này. Xin chào cô chú chị, em là Điền, thì chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh của em Điền. Dạo gần đây thì em Điền ít ra video, tại vì em Điền ra Huế có công chuyện và cũng như là đi mình đi du lịch đó chị. Thì sẵn ngoài đây em cũng có một người cậu thì cũng gửi bán bất động sản luôn, sẵn em quay luôn. Thì hiện tại em đang có mặt là ở biển An Dương, ở biển An Dương, biển An Dương được gọi là thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Thì hiện tại em đang ở biển An Dương anh chị. Nằm khu vực cái chỗ em điện quay đi thì khu dân cư và biển thôi, còn về phía đằng kia là chuyên về du lịch đó, nghỉ dưỡng resort rồi dưới đó ha. Thì cũng đi ra đó rất là gần. Thì cái bất động sản mà em điện chuẩn bị giới thiệu tới đây á, thì cách cái biển này chỉ có khoảng là 200m thôi, mình đi bộ ra cũng được. Và đây thì làm cái kiểu là, ở đây thì em thấy làm theo kiểu là công viên biển thôi. Và cái đường này anh chị, đường này là mình sẽ đi ra cái bất động sản mà em Điền chuẩn bị giới thiệu đây. Rồi bây giờ em Điền sẽ đi tới cái bất động sản đó. Thì hiện tại bất động sản này thì đã có nhà ở xây ở rồi, một trệt một lầu. Đặc biệt khu vực bất động sản này thì toàn là nhà kiểu nhà biệt thự không à. Thì bây giờ em theo chân em Điền sẽ đi vào trong quay chi tiết bất động sản cho mình, cô chú chị mình cùng xem nha. Bây giờ hiện tại em Điền đang quay cái video này là vào lúc là 11 giờ anh chị. Mà cái khí hậu ở đây gió biển thổi rất là mát luôn. Hiện tại ở Huế nha, ở Huế là mùa này nắng rất là gắt luôn anh chị. Đó. So với những khu vực khác thì bây giờ nắng được gọi là nắng ghê gớm luôn á. Em ở đây mấy ngày rất là nắng nhưng mà nóng luôn. Nhưng mà em ở gần cái chỗ biển này thì gió biển thổi vô rất là mát. Đó, chị có thể thấy này. Đây là giờ trưa em quay đó. Thì đây anh chị, trước mặt cô chú chị đây là cái đường. Đường này là cũng là đường bê tông thôi. Nhưng mà rộng là khoảng là hơn 6 mét anh chị. Để phía trước đây này, mình gặp ngã tư này. Mình gặp ngã tư. Hồi nãy em Điền ở đi biển đi vô đó. Thì gặp cái ngã tư này, đó ngay cột điện này. Đó, mình rẽ trái là mình đi xuống biển anh chị, thì xuống khoảng trăm mấy mét thôi à, trăm mấy gần 200 thôi là xuống biển hồi nãy em quay rồi. Đó. Còn mình đi thẳng luôn thì đường này nó tương đương là nó song song với bờ biển luôn anh chị, đường này nè. Đó. Và mình rẽ phải là mình đi ra được quốc lộ 49B anh chị. Quốc lộ 49B đó là mình đi được ra được trung tâm thành phố Huế luôn anh chị. Cái mặt tiền đường mình là có tên gọi là đường Bầu Voi anh chị, đường Bầu Voi nha. Thì đây anh chị, đây đường này đi thông ra cũng là song song với lại quốc lộ 49B anh chị. Và trước khi vào nhà, căn nhà này review thì em sẽ nói cái thông tin cơ bản trước cái căn nhà này ha. Hiện tại căn nhà mình là có 3 mặt tiền đường, bên này thì cái hẻm vô nhà người khác nhưng mà đây là được gọi là con đường luôn. Và mặt tiền đường này, mặt tiền đường này thì mình giáp với mặt tiền đường này là 12m30 anh chị. Đất mình thì rất là vuông luôn. Tổng diện tích cái bất động sản mình là 170m2 anh chị. Hiện tại là đất ở nông thôn, full thổ cư. Và cái mặt tiền bên hông là anh chị, 3 mặt tiền đường. Anh chị có thể thấy này, xung quanh đây thì toàn nhà bự không anh chị. Khu vực này thì là khu vực những cái người Việt Kiều đi rất là nhiều luôn. Ở đây rất là có rất nhiều người đi Việt Kiều luôn anh chị. Ở vị trí bất động sản này thì đi ra trung tâm thành phố Huế thì khoảng là 15 cây anh chị. Thì mình đi ra đường này cũng được mà đi đường này cũng được ha, đường thông thương hết. Mình sẽ đi ra quốc lộ 49B. Đó, thì mình sẽ đi quốc lộ 49B đó, mình thông ra qua thành phố Huế khoảng là 15 cây số. Và mình đi sân bay Phú Bài á, thì mình đi ngược về hướng này đó, đi đường này đi ra quốc lộ 49B đó, mình đi hướng này thì mình ra sân bay Phú Bài khoảng là
30 cây, 29 cây, 30 cây đó. Còn mình đi ra quốc lộ 49B này, mình rẽ bên này thì mình đi được thành phố Huế sẽ gần hơn. Nói chung là giao thông là thuận, giao thông thì thuận tiện hết đó anh chị, thông thương ha. Đó. Hiện tại nhà mình thì bất động sản mình thì có xây dựng là một trệt một lầu, tổng diện tích xây dựng là 125 m². Và nói chung là ở trên 125 m², ở dưới cũng là 125 m² diện tích xây dựng. Đây. Bây giờ em Điền sẽ quay vào trong nhà cho cô chú mình xem. Hiện tại cái cổng của mình thì dư để đậu chạy một chiếc ô tô vào đây đậu ha. Chạy vào đây và rất dư chỗ để mình đậu thêm xe máy luôn, mình bỏ xe máy luôn ha. Đây là cái khuôn viên sân sân trước của mình. Để thấy thì bây giờ em Điền sẽ vào nhà. Đây là phòng khách của mình ha, rất là rộng. Đây là cái khu vực bếp và ăn uống. Tổng diện tích xây dựng thì 125 m² ha. Đất ở thì full thổ cư xây dựng tự do. Căn nhà mình cũng có cái chứng chỉ xây dựng luôn, có bản vẽ xây dựng đầy đủ ha. Đó, thì theo Điền thấy thì căn nhà này thực sự là xây rất là kiên cố, rất là tâm huyết anh chị. Đây là đường luồng ha, bên này là phòng ngủ ha. Dưới thì mình có cái phòng toilet đây ha. Đây là phòng toilet và đây là phòng ngủ. Ở cái nhà mình nè, ở bất động sản mình thì mình lên lầu mình có thể là nhìn ra thấy biển luôn anh chị. Đây là cái khu vực kho để đồ ở đằng sau ha, kho chứa đồ ha. Giờ em Điền sẽ đi lên lầu cho cô chú chị mình cùng xem. Cầu thang mình làm bằng gỗ luôn anh chị. Gỗ này thì em cũng không rành là gỗ gì, nhưng mà cái thành cầu thang là làm bằng gỗ, cái này cũng làm bằng gỗ này. Đây. Đây thì cái khu vực đường luồng có hai phòng ngủ ở đây ha. Ở trên lầu thì có hai phòng ngủ. Đây phòng không ha. Và cuối là có một cái toilet. À, thì ở trên lầu và dưới lầu đều có mỗi toilet riêng. Đó. Và đây là cửa sổ đi ra lan can này. Đó. Đường này ra cũng được ha. Đấy, đây là khu vực ra lan can. Đó. Còn cái phòng này là cái phòng thờ cúng tổ tiên anh chị. Bây giờ em đi sẽ đi ra lan can. Đây. Đây là khu vực lan can anh chị. Ở Thừa Thiên Huế thì đặc biệt là rất là chú trọng về thờ cúng tổ tiên. Đó. Nên là thờ cúng tổ tiên ở đây thì làm rất là hoành tráng anh chị. Đó. Thì anh chị có thể thấy ở đây lan can này. Mình nhìn ra có thể thấy biển luôn anh chị, có thể thấy nè, thấy biển luôn anh chị. Đó. Ra biển rất là gần, khí hậu ở đây thì gần biển, gió biển rất là mát anh chị. À, thì em cũng nói luôn, báo luôn cái giá bất động sản này cần bán á. Thì riêng em thì em về cái khu vực này thì em chưa có rành giá ở đây đâu, nhưng mà em thấy cái căn này ở đây mà đi ra biển rất là gần mà, nhưng mà bán rất giá rất là hợp lý, theo em thấy là rất là hợp lý đó, so với biển Hồ Tràm hay là biển Bà Rịa Vũng Tàu ha. Thì tổng cái bất động sản này thì cái gia chủ nhà mình bán là 3 tỷ anh chị, 3 tỷ cho tổng diện tích là 170 m² và có 12 m 30 mặt tiền đường, và có 3 mặt tiền đường nha. Đó, một bên sâu rồi 14 m, một bên này cũng 14 m. 3 tỷ. Tính ra đâu đó mét vuông thì khoảng là 17 18 mét vuông, triệu một mét vuông ha. Đây.
sự căn nhà này thì gia chủ mình là cũng làm rất là tâm huyết đó chị. Nói chung thì cái căn nhà này thì thực sự là để xây ở, nhưng mà bây giờ kinh tế khó khăn thì cần tiền để xử lý những công việc khác anh chị, là cũng phải bán cái này. Thì bán anh thấy 3 tỷ là rất là giá rất là hợp lý đó anh chị. Tại vì cái năm 2018 thì anh chủ nhà này nè đã xây dựng là hết 1,5 tỷ tiền xây dựng anh chị, 1,5 tỷ tiền xây dựng mà năm 2018 nha. Đó, thì anh biết, anh chị biết là cái thời mà 2018 đó mà 1,5 tỷ cũng là lớn đó chị, không nhỏ đâu. Đó, mà bây giờ chưa kể tiền đất mà bây giờ bán có 3 tỷ anh chị. Bán 3 tỷ bất giấy tờ kẹt quá mới bán chứ thời điểm này. Đó. Lúc thời điểm trước thì trả 5 6 tỷ gì đó mà gia chủ chưa chịu bán đây, nhưng bây giờ kẹt quá bán. Khu vực thì giao thông thì thuận tiện ha, nằm ngay ở đây cũng ra cái xã Phú Thuận này cũng rất là gần, ra trung tâm rất là gần, mình đi ra đây là gặp 49B, quốc lộ 49B đó, ngoài đó thì gặp ủy ban và trường học chợ đò ha, cấp 1, cấp 2, trường mẫu giáo rất là gần. Nói chung là thuận tiện thì đầy đủ, ra thành phố Huế cũng gần. Rồi em Điền sẽ xin dừng clip tại đây. Thì em Điền cũng cảm ơn cô chú chị mình cũng đã xem cái video này. Rồi em Điền xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình.